Chào các bạn, mình là Hưng, chuyên viên kỹ thuật mảng kiến trúc và xây dựng của công ty Vietcad Autodesk Gold Partner tại Việt Nam. Hôm nay mình sẽ nói về cách tạo lại các mặt đứng hay còn gọi là các elevation trong Revit khi các bạn vô tình xóa đi. Như các bạn đã biết, với một file Revit mặc định thì khi mở lên chúng ta sẽ luôn có 4 elevation chỉ 4 hướng của công trình, gồm có Đông, Tây, Nam, Bắc. Đôi khi chúng ta có thể vô tình xóa đi một elevation bất kỳ, hoặc chúng ta có thể nhận một file Revit từ một người nào đó mà bị mất đi một elevation nào đó, từ đó dẫn tới mất đi mặt đứng của công trình. Thì bây giờ mình sẽ xóa đi một cái elevation và hướng dẫn cho các bạn cách tạo lại các elevation để thể hiện mặt đứng của công trình. Thì mình sẽ giả sử mình sẽ xóa đi elevation hướng nam và sẽ tạo lại. Hiện nay trên màn hình thì cái elevation để tạo ra mặt đứng phía nam đã bị biến mất. Thì để tạo lại elevation đó, đầu tiên bạn vào tab view, chọn elevation, nhấn vào dấu mũi tên để sổ xuống. Thì ở đây chúng ta có hai tùy chọn là elevation và framing elevation. Đầu tiên mình sẽ nói về framing elevation. Thì với framing elevation, bạn sẽ tạo ra một elevation và từ elevation đó bạn sẽ tạo ra một mặt đứng của một khung nhìn cụ thể. Bây giờ mình sẽ chọn vào framing elevation thì chúng ta sẽ có thể xuất hiện tùy chọn là attach to grid, là cái elevation này sẽ được gắn vào cái đường lưới. Bây giờ mình sẽ ví dụ cụ thể là mình sẽ vẽ một cái đường lưới bất kỳ. Bây giờ mình sẽ chọn lại cái framing elevation và chọn vào tích vào ô attach to grid. Lúc này khi mà đưa gần lại cái đường lưới thì sẽ xuất hiện một cái đối tượng elevation thể hiện mặt đứng của cái đường lưới đó. Đó thì chúng ta có thể xuất vẽ được hai bên của đường lưới. Giờ mình sẽ vẽ một bên bất kỳ. Thì lúc này khi mà chúng ta vẽ ra thì đối tượng elevation sẽ xuất hiện. Và khi mà nhìn vào bảng property sẽ xuất hiện một elevation có tên là elevation 1A và chúng ta chọn vào. Thì sẽ khi chúng ta chọn vào thì bây giờ là mặt đứng từ cái elevation đó sẽ xuất hiện, thể hiện đúng cái đường lưới mà elevation đó attach vào. Còn trong trường hợp chúng ta chọn vào framing elevation nhưng bỏ tích vào ở ô attach to grid thì lúc này cái elevation này sẽ không còn phụ thuộc vào cái đường lưới nào nữa, mà chúng ta có thể vẽ tự do, mình có thể vẽ tự do bất kỳ nơi nào. Và khi nhấn vào mũi tên của cái elevation này, chúng ta sẽ thấy xuất hiện một đường nét đứt. Thì đường nét đứt này thể hiện vị trí của mặt đứng mà cái elevation này sẽ tạo ra. Thì đối với cái đường nét đứt này nè, chúng ta có thể di chuyển để từ đó tạo ra một mặt đứng đúng theo vị trí mà chúng ta mong muốn từ cái elevation này. Phần trình bày của mình đến đây là kết thúc. Hy vọng thông qua clip ngắn này sẽ giúp ích cho các bạn. Các bạn có bất kỳ thắc mắc nào vui lòng comment bên dưới video. Các bạn nhớ like và subscribe cho kênh Vietcad. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.